Tiếp theo chính sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu với câu chuyện này thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh Nguyễn Tùng. Buổi sáng sau khi mà thức dậy thì điều gì mà anh muốn nhìn thấy đầu tiên ạ? Với tôi thì điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến đó là người thân trong gia đình. Còn khi mà trước khi bước chân ra khỏi nhà thì điều mà tôi muốn nhìn thấy đó là bầu trời xanh với những tia nắng lấp ló sau những giàn cây. Cảnh mọi người tập thể dục buổi sáng trong một khung cảnh yên bình và đặc biệt là muốn hít thở một bầu không khí trong lành. Vâng, và có lẽ đó là một cái buổi sáng rất lý tưởng mà ai trong số chúng ta cũng muốn có được. Tuy nhiên thì nếu như mà để giới thiệu về một buổi sáng tại thủ đô Hà Nội và đặc biệt là tại các khu trung tâm thì anh có điều gì muốn chia sẻ với quý vị khán giả không ạ? Theo tôi thì nếu ai mà đã từng đến Hà Nội thì đều có chung một cảm nhận. Thành phố chật hẹp, đông đúc, vội vã và ồn ào. Nhưng có lẽ điều đó chỉ đúng khi miêu tả Hà Nội vào ban ngày. Còn nếu mà ai đã dạo qua các con phố hay là khu dân cư Hà Nội vào buổi sáng sớm thì chắc hẳn là sẽ có một suy nghĩ khác. Hà Nội lúc đó thì tĩnh lặng, thanh bình và trong lành hơn. Vâng, và đó là chia sẻ của anh Nguyễn Tùng với Thùy Dương cũng như là các quý vị khán giả. Tuy nhiên thì không phải nơi nào thì cũng vậy. Phải bắt đầu với một buổi sáng với những hình ảnh không đẹp mắt thì có lẽ khiến cho nhiều người cảm thấy không hề thú vị một chút nào cả. Nhưng mà hiện nay thì ở khu nhà tại địa chỉ là 146 phường Quán Thánh, tức là ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, thì đã có một khu dân cư đã và đang phải bắt đầu với một ngày mới theo cách như thế suốt cả năm nay. Thật khó tin, đây từng là sân sinh hoạt chung của khu nhà số 146, phường Quán Thánh. Nước thải, rác, bốn bề một màu đen đặc, hôi thối. Những cây cầu bất đắc dĩ, bì bõm, bẩn thỉu. Hơn một năm nay, đây là cách duy nhất để những người dân nơi đây bước vào nhà. Hôm nay còn được như này. Có quần đen như thế này. Đây là hôm qua nhá, là chính quyền phường đã bơm cạn rồi. Chúng tôi đã tổng vệ sinh hót hết tẻ bùn đi rồi. Hôm nay nước nhà vệ sinh lại dành lên như thế này đây. Đấy, dây cực kỳ gây ô nhiễm mà không cẩn thận là thành ổ dịch. Tất cả đây các đồng chí xem, từ bên này sang bên này, đây nó bẩn thỉu đến như thế này. Bà sống giữa thành phố, sống giữa quận Ba Đình mà như thế này, có khổ thân chúng tôi không? Thì mình vòi sử dụng vòi trực tiếp. Vòi nước sạch cả năm không thể sử dụng. Nguyên nhân là do nước cống dành lên và ngập cả chỗ lấy nước. Thậm chí đến việc giải quyết những nhu cầu tối thiểu cũng không thể thực hiện được. Khủng khiếp chính là cái cảm giác hiện nay của tôi. Dù mới chỉ có mặt ở cái khu vực nhà 146 phường Quán Thánh chỉ được khoảng 5 phút, nhưng mà những người dân ở đây thì đã phải chung sống với cái cảnh này, với nước cống dành lên vào 15 tháng nay. Họ đang phải nấu cơm, sinh hoạt bên cạnh nước cống, bên cạnh chuột, muỗi, và những cái lo lắng của họ thì đến nay vẫn chưa được các cái cơ quan chức năng giải tỏa. Theo người dân, khu nhà 146 Quán Thánh được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Đây đang là nơi sinh sống của 12 hộ dân với gần 60 nhân khẩu. Trước đây, nơi này có một đường cống chạy từ sân chung rồi đi dưới nền nhà của ba gia đình để đổ vào cống ngầm của thành phố. Sau gần một thế kỷ tồn tại, khu nhà chưa một lần gặp vấn đề với hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, sau khi chủ ngôi nhà số 5 Đặng Dung, nơi cuối nguồn cống thoát nước chặn dòng chảy, thì tình trạng ngập lụt bẩn thỉu bắt đầu diễn ra. Cái đường cống nhá, nó chảy qua nền của ba nhà. Thế thì cái nhà ông là cuối cùng để chảy ra ngoài Đặng Dung. Thế nhà ông là buôn bán cầm đồ. Thế ông nghĩ là chắc là nước cống ở trong này nó chảy ra, nó qua nhà ông nó không phát tài. Thế là ông chặn, ông biết lại. Ông chặn biết đây là trong này có cái, chúng tôi đào cả cái nền phía trong này này. Khi mà ông chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Đỗ Viết Bình ông vào ông kiểm tra, chính ông là người đích thân chọc cống. Ông khẳng định rằng là bên kia nó biết cống lại. Từ xưa đến giờ thì chúng tôi có bao giờ bị như thế này đâu, mà kể cả nhà Minh mua nhà về một năm cũng không có vấn đề gì. Sau đấy đi xem bói thì là người ta bói, người ta mới bảo là phải bịt đường cống thoát nước và mới làm ăn được, thì nhà đấy mới bịt vào. Theo Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh, chính quyền địa phương đã nắm rõ tình hình này. Tuy nhiên,
việc giải quyết vấn đề lại không hề đơn giản, bởi ngôi nhà đã được xây dựng khá lâu. Hiện tại, chính quyền lại không nắm được sơ đồ thoát nước của cả khu vực dân cư này. Thế nên, trong khi chờ có biện pháp giải quyết triệt để, phường buộc phải chữa cháy bằng cách mua máy bơm để hút nước thải ra ngoài. Việc này nó có những cái khó khăn phức tạp về cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc, về cái sự hợp tác của các cái hộ gia đình, cái cá nhân liên quan đến cái nội dung phản ánh của người dân ở cái biển số nhà 146 Quán Thanh này. Thực tế thì chính quyền chúng tôi cũng rất thấu hiểu được cái việc là cái nỗi khổ của bà con đang phải sống trong cái hoàn cảnh nước thải nó không thoát đi đâu được. Không thể xác định nguyên nhân, cũng không thể hòa giải các bên liên quan, chính quyền địa phương đành bó tay chờ chỉ đạo. Vài tháng nay, cả hai máy bơm được Ủy ban Nhân dân phường lắp đặt đều đã hỏng. Biện pháp tạm bợ, vá víu và cuộc sống bẩn thỉu đã làm nản lòng những người dân nơi đây. Và trong khi chờ đợi một cách giải quyết triệt để từ chính quyền địa phương, họ chỉ còn cách ngửa mặt kêu trời.